Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ôi, trời ơi. Anh thằng ơi, anh Long. Cái anh Long này kỳ cục thiệt các bạn à. Trời đất ơi, nhỏ đang nằm mẹ, la một cái nhỏ nhõng cái đít lên luôn các bạn à. Thấy mà tội luôn á. Còn mặt anh Long kìa. Thôi, anh Long có gài khó tính lắm các bạn à. Để coi mình còn ít thịt nè. Không biết anh Long có chịu ăn không nữa. Bữa giờ mình rảnh là mình đem thức ăn ra cho anh Long ăn. Mà anh Long không có chịu ăn gì trơn các bạn ơi. Hết nhìn mình rồi, bây giờ nhìn sang cái mông của cái em khủng long đang nằm trên đó. Chắc Long này thèm thịt của em khủng long này lắm hay sao nè. Thôi để tôi ẩm em khủng long này xuống cho anh nha. Ui, hồi nãy anh là anh Long mới ăn thức ăn mình đưa các bạn ơi. Ê. Wow, bữa nay anh Long chịu ăn thức ăn mình đưa rồi các bạn ơi. Ăn thêm không? Ui, anh Long ăn có miếng rồi các bạn à. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ dành cái thời gian đầu ngày để chúng ta nghiên cứu về khủng long ha. Bữa giờ thì mình cũng săn được thêm một ít cái ta fossil các bạn ơi. Cái này thì nó khá là hiếm. Rồi, mình sẽ bắt đầu cho vô đây ha. Để chúng ta kiếm những cái DNA khủng long mới. Để coi. Ui, ra luôn rồi. Ui, bị trụng rồi. Ở kia. Oh man. Su cái nè vậy? Chưa. Để mình lấy thêm thủy tinh các bạn ơi. Mình không còn nhiều thủy tinh lắm ta. Chắc là mình phải đi đào thêm cát các bạn à. Để chúng ta làm thêm thủy tinh á. Sẵn tiện ra đây cho hai em khủng long này ăn cái đã. Quên. Trời ơi, bữa giờ hai em đó là ở ngoài đó hú hí các bạn à. Không chịu rời xa luôn mà. Tình cảm mặn nồng quá chứ. Thôi, chắc cũng đói rồi. Tranh thủ cho mấy em ăn ha. Đầu tiên là mình cần phải cho mấy em ấy ngồi ăn đúng không ta? Ừ, như ngồi không ăn được các bạn ơi. Mấy em khủng long bắt buộc là ở với chế độ đi lại tự do á. Chế độ này nè thì mới có thể kiểu như ăn uống thoải mái được á. Rồi đó, cặp đôi đó ăn đi. Mình thì đi đào cát rồi đó. Đấy, khổ lắm ấy. Nuôi khủng long là cũng khá là cực khổ các bạn à. Chăm từng miếng ăn giấc ngủ rồi ha. Tìm người yêu cho luôn á. Trời đất, quên, trời ơi. Bữa giờ mình bị các bạn mắng vốn quá trời luôn. Là cái em vẹt không có dắt vô nhà. mình cũng quên vụ này nữa. Tí nữa là quên người bạn đầu tiên rồi. Trời đất ơi. Anh em cây khế gì là có chắc bình lâu. Ẻm đâu ta? Hôm bữa mình để ẻm trong cái xuồng. Đây, mày quá. Khủng long chưa có ăn thịt ẻm các bạn ơi. Xin lỗi nha vẹt. Trời ơi, tôi tệ quá. Đây, giờ mình sẽ mang vẹt về nhà. Cho vô cái căn phòng duy nhất của mình ha. Ở trên gác đó các bạn. Để vẹt nghỉ ngơi anh chổng. Chứ bữa giờ dầm mưa dãi nắng ở ngoài cũng dữ lắm rồi. À không, hay là ở đây chơi với em khủng long này đi. Đúng rồi, em khủng long này là cũng giống như là chim như đó các bạn. Được đó chứ. Rồi, ok nha, có bạn luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ cho cát vô đây để cho nó nấu. Ê, quên. Cho vô là nung bằng... Để trên này đi, để cho nó nấu nhanh hơn các bạn. À, sẵn tiện mình dư vàng không ta? Mình sẽ nâng cấp cái lò nung bằng vàng các bạn à. Dục vô đây. Đó. Tốc độ nấu thì hiện tại là có vẻ là nhanh hơn thêm một tí nữa rồi đó các bạn. Đấy, từ giờ mình có thể chế tạo thoải mái những cái flash rồi. Công thức nó là như vậy. Đó, mình sẽ làm được tổng cộng là 9 cái. Rồi, và kiểm tra coi số lượng hóa thạch. Ôi, hình như nãy giờ nó hết bình nên nó không có chạy các bạn. Ui, đây nè. Wow, nó cho mình thêm DNA các bạn ơi. Đây rồi. Phải vậy chứ. Coi nào, có thêm không? Ôi, bị trùng luôn. Bên đây thì không ra thêm các bạn ơi. Còn bên này có tới tận 5 cái hóa thạch lận. Để xem. Nào, đừng có cho than nữa. Cho DNA khủng long đi. Bli. Đây rồi. Cho luôn. Wow. Thêm đi. Ê, bị trùng. Tabanas. Đây là cái loài mà nãy giờ bị trùng khá nhiều các bạn à. Eo, và còn một cái ta fossil cuối cùng thôi. Để xem.
Nó có cho mình. Ui bị trộm tiếp. À vậy là tổng kết, sau khi phân tích hết số tau vết siêu thì mình sẽ được 3 cái loại DNA ha. Lần lượt là tapanas 3 cái, rồi megalania. Ui đây là một loại cá sao các bạn ơi, cũng 3 cái, và 2 cái DNA của Barinasuchus. Ồ được cái ta. Hôm nay thì mình nhân tiện mình đang còn cái ao, không cái hồ chứ, cái hồ bé bé nè. Mình sẽ thử đi up cái DNA này ha. Đây, DNA của loài cá trước đi. Hình như đây là loài cá các bạn ạ. Mình sẽ thử ha. Trong lúc mình chờ đợi cho DNA được biến thành trứng á, thì mình sẽ nghiên cứu sách ở bên này để coi coi có phải không nha. Đây nè các bạn. Ủa? Không phải cá các bạn ơi. Uầy, đây giống như thú mổ dịch vậy. À, vậy là dịch nè. Ở đây mình thấy có từ đất nè các bạn. Sống ở trong hang, trên những cái đảo cái gì đó. Wow. Vậy là đây là giống dịch hả? Trời ơi. Ủa xong rồi nè, tạo ra cái trứng dịch thời tiền sử rồi các bạn. Được rồi ta. Mình sẽ up. Ờ cái trứng này chắc up ở trên bờ quá. Ủa? Ủa đây là trứng Megalanian mà ta. Đây nè các bạn ơi, trời ơi nãy giờ mình coi lộn. Wow, không phải là cá các bạn. Ui đây là kiểu giống loài thằn lằn thời tiền sử hay sao á. Wow. Nhưng mà mình cần phải có cái độ ấp cái đã. Yêu. Cái độ ấp này thì hả? Mình phải có cái Smilodon fur trước. Ôi vậy là bây giờ mình vẫn chưa có ấp được trứng khủng long các bạn ơi. Để coi coi Smilodon. Ui đây là cái giống loài mà mình cần phải tìm và săn này các bạn ạ. Ây da, càng ngày nhen. Nhưng mà hình như ở trong tự nhiên cái giống loài này vẫn có thể tìm được các bạn, nhưng mà bắt buộc mình phải tới vùng băng tuyết, bởi vì loài này á bị đóng băng từ thời tiền sử luôn hay sao á, kiểu kiểu vậy á. Ơ quầy, hôm nay là một thử thách mới cho mình nha. Hồi sinh loài vợ từ kỷ băng hà. Ây da, nghe là có vẻ hấp dẫn đó, nhưng mà không biết là chúng ta có đủ may mắn để thực hiện được điều đó hay không. Ok, tạm thời mình sẽ cất những cái DNA ấy. Ê, mình tranh thủ mình up thêm đi chứ. Ừ hé, mình sẽ up thêm DNA của Tapanat nè. Đó, đây là cái loài mà hồi nãy mình mới coi các bạn. Kiểu giống như là thú mổ dịch vậy đó nè. Nhưng mà thật sự đó là dịch thời tiền sử. Wow. Và cuối cùng là cái DNA của giống loài Barinasuchus. Đây, đây chính là Barinasuchus nè các bạn. Eo. Kiểu có cái hình dạng khá là giống cá sấu ha. Ồ, chắc đây là cá sấu thời cổ đại hay sao nè. Rồi, tranh thủ ngồi xem quá trình tạo ra trứng đi các bạn. À, hay ha, từ cái DNA như vậy thôi mà tạo ra hẳn một cái quả trứng của một loài vật từ rất là xa xưa tới giờ. Công nhận có một chút kiến thức cái là nó khác bọt liền các bạn ạ. À. Rồi, và chuẩn bị nè. Mình nghĩ quá trình này chắc cũng sắp xong rồi đó. Để coi coi cái trứng của cái giống loài Megalanian này sẽ ra làm sao đây. Ôi trời, cái trứng to thế. Oh my god, mình sẽ đặt xuống thử ha. Trời ơi, nó bự lắm các bạn ơi. Nè, gần như là gấp đôi cái trứng. Ủa? Ủa lộn trứng, à, cái này là Tabanat chứ. Trứng Tabanat gần như gấp đôi Megalanian luôn á. Ừ. Và thử với trứng của loài cá sấu này coi. Coi coi có dữ dằn hơn không. Ồ, trời đất ơi. Hai em khủng long ăn xong rồi ngủ khò khò ngoài rồi các bạn. Quên nữa. Ừ một xíu chắc mình sẽ dắt hai em đó đi chung với mình đó. Có gì tới cái vùng băng á, còn trợ giúp mình trong một số tình huống cấp bách các bạn. Hôm qua là đi khám phá cái chỗ kia là quýnh không lợi rồi. Nay có thêm một em khủng long nữa, không biết có khá cảm hơn hay không đây. Rồi xong phía này. Ôi trời, cái trứng này sao bé vậy. Ơ bé xíu luôn các bạn ơi. Barinasuchus này cực kỳ nhỏ ha. Mình sẽ đặt ở góc chính giữa đi. Eo. Ôi và có vẻ trứng này ấp ở ngoài tự nhiên được hay sao á. Mình thấy cái hiện xanh xanh kìa. Được nha. Thôi lên trên ngủ giấc đi. Sáng dậy cái chúng ta đi tới cái vùng băng chập nè. Rồi tí về chúng ta thăm trứng sau ha. Cái trứng ở trong nhà, ví dụ mà cái loài loài khủng long này nở các bạn cũng chắc chơi vòng vòng với mấy em khủng long trong nhà thôi ha. Không sợ mất ha. Rồi đi thôi. Sáng dậy thì
Ê, mình sẽ thử điều khiển khủng long chạy lại coi. Ui trời 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 trời, em chạy lại thiệt các bạn. Hết sảy thiệt. Ui, dẫn theo hai em này chiến á các bạn ơi. Rồi, cưng đi cho anh. Ok, cưng này anh cởi. Rồi, let's go. Ê, đã quá à. Đi, mình chỉ cần cởi một em thôi, em kia tự động đi theo mình các bạn à. Rất là tuyệt vời á. Kiểu này mới mốt mới mẻ mà đẻ thêm vài lứa con nữa dẫn theo thì nguyên gia đình đi theo mình luôn ha. Chắc là sẽ ngầu lắm các bạn à. Và chiến đấu thì chắc chắn rồi, cực kỳ khỏe luôn. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Root cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Quay 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 các bạn ơi, mới đèn xíu thôi mình gặp chỗ núi băng luôn. Và ở đây còn có bọn cướp dân làng nữa chứ. Tới cũ kiệu bọn chúng rồi. Mấy em khủng long, chiến đấu thôi. Ok ok ok, chưa chưa, mình lấy cái khiên. Mình có cái khiên cái đã. Ok, một em. Ui, hai em hợp sức các bạn. Công nhận. Đã thiệt. Hôm qua một em thôi là mình thấy dữ lắm rồi, bữa nay hai em hợp sức thì thôi rồi luôn á. Mình đúng kiểu là ngồi không hưởng bát vàng. Đấy, hai em chiến đấu hết trơn rồi, mình chỉ cần đi vét thôi. Quá VIP luôn rồi chứ. Ê ê, từ 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 từ, ở đây là dê đừng có hút nhầm nha. Rồi rồi, còn một tên em mấy cưng, sửa luôn đi. Let's go. Chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị. Ui trời. Tới cũng kiểu đó rồi. Ok, vậy là mình đã quét sạch cái chỗ của bọn cướp rồi đó các bạn à. Rất là nhanh á. À, và chỗ... Ê, để coi coi bọn chúng có cất gì trong này không. Biết đâu chỗ băng nó lại giàu hơn thì sao các bạn. À, đừng lên. Ui dạ, đừng lên. Khó khăn vậy. Ủa, à đây đây đây. Trời đất ơi. Ê, còn cướp. Yêu, cái tên này có lá cờ. Không được, không được. Tên này phải đặc biệt dành cho em khủng long mới được. Ê, cái gì? Hả, nó bắn gục mình luôn hả? Người phải trả giá, mấy con kia. Dám bắn ta hả? Rồi, một tên rồi đó. Ở đây còn hai tên à, mấy em khủng long. Mình mà tấn công tên nào là mấy em sẽ lập tức quay lại liền các bạn ơi. Đấy, 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 đấy. Kể cả tên cầm rìu luôn. Ủa, có tên cầm lá cờ luôn. Ok. Người tới số. Trời, 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 nó bắn khủng long mình kìa. Này thì bắn. Đúng rồi, hay lắm cưng. Còn một tên này nữa. Hút nó đi. Rồi, chính thức chỗ này đã bị clear rồi đó các bạn à. Eo, nhưng mà thiệt hại thì cũng hơi đáng kể nha. Hẳn là một cái vật tổ luôn à. Và chỗ này thì hình như không có khu vực mà loài vật thời tiền sử bị đóng băng các bạn. Ừ, hơi tiếc á. Ê, hình như góc này mình thấy còn có cái kim tự tháp hay sao nè. Mình cởi khủng long qua bển coi thử coi. Coi coi có phải không. À, ở đâu ta, hồi nãy mình thấy ở đâu. Hình như ở dưới này nè. Đúng không? Ui thiệt thiệt các bạn ơi, nó là một cái kim tự tháp nha. Tạm thời cho khủng long nằm nghỉ đây đi, nãy giờ chiến đấu nhiều rồi. Mình sẽ đi xuống dưới khám phá. Ê, coi chừng nó bắn mình cái nữa là hẹo á nha. Còn con tí xíu máu rồi các bạn. Người thì không khác gì con nhím rồi. Rồi rồi, né né nó đi, nhìn đi. Mấy tên cướp thôi mình làm muốn không lợi. Bây giờ mình yếu thiệt sự luôn á. Dưới này thì... Ui, nước nôi không vậy? What the heck. Yêu. Ê, nó có 7 nha các bạn. Ồ, không khéo là dính 7 như chơi đấy. Ok, mở gì đi, mở gì cho chắc ha. Lấy được một ít đồ nè. À hả, ui có táo vàng luôn. Eo, sách lời nguyền. Còn gì khác không? Táo vàng enchant. Wow, được vậy. À, và thêm cái nâng cấp. Cái này có thể ép vào ba lô để giúp ba lô lên cấp độ sắt á. Cái mình không cần lắm, mình ba lô vàng này. Ok, vậy là lời được một trái táo vàng enchant các bạn à. Chắc là sẽ cần thiết trong những trận chiến với khủng long bạo chúa nha. Chắc là mình phải tiếp tục đi tìm dùng băng khác quá. Chứ mình mà không có hồi sinh được Smilodon là không có chế tạo được cái chỗ ấp trứng khủng long trong tương lai đâu. Mình nghĩ đây là một cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ khá là khó khăn để thực hiện á. Nhưng mà nếu thực hiện thành công thì tương lai hồi sinh nhiều loài khủng long sẽ rộng mở cho mình xem. Cố lên. Ui ui, chiến đấu cho mẹ em luôn. Đúng rồi, tấn công đi.
Ôi dù trời, em này chạy lại bảo kê sao nè. Ôi dạ, này thì dám bắn em này hả? Nói chung thì mấy em cũng lòng này khá là đoàn kết các bạn ạ. Được thật sự. Và dược đi hình thì cũng cực kỳ khỏe nữa các bạn coi nè. Đi ngang là cánh rừng cái trụi lá luôn. Wow. Uầy, mình tới một cái chỗ cánh đồng cực kỳ đẹp các bạn ơi. Ở đây có cái con xương. Này thì xương hả? Ai dạ dám á. Láo nháo. Láo nháo hả? Láo nháo. Anh kia dành gì? Ha? Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đi đâu? Trời đất ơi, khủng long hút cho Enderman không kịp te le luôn các bạn. Khủng khiếp thiệt chứ. Và đây là cánh đồng hình như là lavender. Wow, oải hương hả? Ồ, trông khá là đẹp hết các bạn. Uầy, thích nha. Nhưng mà à quên, bữa nay mình đi tìm dụng băng chứ không phải tìm dụng bông. Lộn, hơi lạc đề xíu. À, có con này. Con này giỡn mặt hả? Trời đất ơi, nó dám bắn lén mình. Mình với lại mấy em cũng lâu các bạn à. Ủa đâu rồi, rồi. Này thì bắn lén xong đời chưa cưng. Ê, hình như mình tới biển hay sao rồi các bạn ơi. Ô, biển băng. Oh my gosh, thiệt sự là như vậy các bạn ơi. Nice. Đây là thứ mà mình cần tìm nè các bạn ơi. Tại vì ở ngoài biển băng này sẽ có những cái tảng băng từ thời sửa sự xưa tới bây giờ á. Và mình sẽ có xác suất nhỏ gặp được cái loài Smilodon đó các bạn. Loài mà mình đang rất là cần tìm trong ngày hôm nay luôn. Ui nhưng mà ổn không ta? Ok ok, dần ổn các bạn ơi. Rồi, lợi dụng mấy cái tảng băng này mà di chuyển ở trên thôi các bạn. Chỗ nào khó quá thì bắt buộc phải cưỡi khủng long đi xuống nước rồi bơi luôn á. Đây chẳng hạn như chỗ này là bơi luôn nè. Không sao, em khủng long lo được các bạn ơi. Ờ nhưng mà cái chỗ băng đó thì mình chưa biết nó hình dáng ra sao nè. Phải gặp một lần thì mới... Ê, có phải hình như là nó các bạn ơi. Ui phải không vậy? Ê, từ mình sẽ qua đó để chúng ta coi thử ha. Mình sẽ đi xa xa để cho em kia te le lại các bạn. Nè, em te le lại nè. Đấy. Rồi, giờ mình cứ tập trung qua đó trước đi. Ôi hình như nó đó các bạn ơi. Mình thấy nó có một cái chỗ băng mà nó hơi xám xám đen đen. Ôi, em gấu bị gì á? Ôi em gấu bị sao ta? Để cho mình giải cứu cho gấu cái đã các bạn ơi. Gấu bị mắc kẹt hay sao á? Yêu. Sẽ đẩy gấu vô chỗ băng này á. Hình như bị mắc kẹt ở đây rồi. Không có lên được á. Lên đi. Lên. Ôi trời, ông cháu này nặng quá các bạn ơi. Mình đẩy không nổi luôn á. Thôi mình mà đập băng ra đó. Muốn lên thì tự lên nha. Nặng quá. Rồi qua đây kiểm tra nào. À, hình như đây chính là cái chỗ tảng băng mà mình nói nè các bạn ơi. Ừ. Cái băng của nó nhìn cũng lạ hơn so với băng bình thường nữa ha. Nè các bạn có hai cái màu băng nè. Úi, Frozen Smilodon kìa. Ôi, phía bên trong này là một em hổ răng kiếm đang bị đóng băng. Wow, thiệt sự rồi các bạn ơi. Mình đã tìm được rồi. Ê, chưa, từ. Mình sẽ đưa khủng long lên trên cái đó. Để khủng long ngồi yên cái, mình mới tiện làm việc được. Rồi mới cần ngồi đây nghỉ ngơi đi. Ở đây hơi lạnh xíu mà thông cảm nha. Rồi, mình sẽ lẻn lẻn vô trong các bạn. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải phá băng để giải cứu cho hổ răng kiếm. Yêu nhưng mà đường vô trong có vẻ là căng á. Không mà dễ nha. Còn là băng không mà các bạn ơi. Lỡ ngỡ là đi như chơi đó. Cơ. Úi giời ơi, hổ răng kiếm bị đóng băng bên trong. Mình sẽ lựa mấy chỗ nào bà băng nén mình đập ha. Nó sẽ không có tan nước ra các bạn. Wow. Ok, gần tới rồi. Cố lên thủ răng kiếm. Anh sẽ cứu em. Từ. Ủa tới chưa ta? Trời ơi, em bị đóng băng sâu dữ vậy. Mình sẽ đập hướng này đi, hướng này gần em hơn nè. Mà mình cũng phải chừa cái đường để mình ngoi lên nữa.
yêu. Phải bây giờ mình có cái dòng mềm mại thì hay biết mấy á. Ồ, chưa bao giờ mình thấy cần dòng mềm mại giống như vậy luôn á. Ok. Ok. Sắp rồi các bạn ơi. Ê, ê, ê. Sắp hết oxy chứ không phải là sắp cứu được. Ui dạ. Ui ui ui. Yêu yêu yêu. Trời trời trời. Tí nữa thì đi rồi. Ui dồi ôi. Ok. Ok. Một xíu nữa thôi. Cố lên thổ răng kim. Mình cần đi lên. Ôi em đang hồi phục lại kìa các bạn. Oh. Ôi nhưng mà vậy em có ngạt nước không ta? Ê mình lo cho em rồi các bạn ơi. Ok mình sẽ đào một cái cực rộng á. Mình sẽ thử ẩm em coi được hay không. Ủa cái gì? Ôi. Hả? Khi mà mình chạm vô người của hổ răng kiếm thì em sẽ cho mình một cái hóa thạch đóng băng. Ê. Ủa. Ủa sao mất tiêu luôn rồi. Ôi no. Mình thất bại rồi. Ôi mình không có hồi sinh được Smilodon rồi các bạn ơi. Ơ mình có làm sai bước nào không nhờ. Từ từ mình sẽ đọc nghiên cứu sách lại cái đã. Nè mình tìm được Smilodon trong những cái tảng băng là đúng rồi nè. Và cái hóa thạch mà cái em hổ răng kiếm nó đưa cho mình thì nó sẽ có tỷ lệ cao hơn để mình có thể tìm ra được DNA của Smilodon. À ok ok. Tiếp theo ở đây người ta cũng nhắc tới cái chuyện mà Smilodon hồi sinh á. Mình nghĩ cái chỗ mà đóng băng kia có thể hồi sinh được nhưng mà mình làm không đúng ở cái bước nào đấy. Làm cho cái kiểu như cái em hổ răng kiếm đó tan vỡ luôn á, kiểu kiểu vậy. Tại vì ở trong băng lâu ngày các bạn nên rất là giòn luôn, dễ vỡ. Trời ơi, bao đời bao đớm không làm bể luôn. Nhỏ đang ngủ mà đụng vô cái bể luôn các bạn à. Quậy không à. Ê, nhưng mà khoan. Ở đây mình thấy nó có mấy cái chỗ này. Wow. Ồ, mình đạp mấy cái này nó cũng rơi ra những cái hóa thạch đóng băng các bạn ơi. Vậy là không nhất thiết phải chạm vô người của em hổ răng kiếm hồi nãy đâu. Trời ơi. Tò mò đụng đụng vô nhỏ hơn chi. Lộc ơi là Lộc. Thiệt luôn á. Rồi. Thôi lỡ rồi. Giờ thì chỉ còn nước đập mấy cái này các bạn. Rồi chúng ta về và thử nhân phẩm thôi á. Còn không ta? Ở trên kia còn kìa. Một xíu về chúng ta nhất định phải tìm cách để hồi sinh lại hổ răng kiếm á. Chuột lỗi các bạn ơi. Phải chi mà hồi sinh được khủng long ổ lộn hổ răng kiếm trong cái chỗ này á thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều luôn á. Nhưng mà lỡ rồi. Sự cố các bạn ơi, sự cố thôi. Mình không có muốn đâu. Tiếp theo thì chắc mình sẽ cưỡi khủng long và đi vòng vòng đây một tí nữa. Xem coi có gặp một cái tảng băng chòi nào khác hay không á. Và biết đâu được mình lại gặp thêm một em hổ răng kiếm bị đóng băng giống như vậy thì sao. Và lần sau mình mà ha, giải cứu thì mình nhất định sẽ cẩn thận hơn, không để xảy ra cái vụ mà ha, làm cho cái em hổ răng kiếm nó bị tan vỡ nữa. Thiệt luôn, tiếc gì đâu á. Ôi trời trời, đồng hồ cái nhà tán kìa các bạn. Bời tới đâu là bể bằng tới đó. Thấy ghê quá à. Ôi trời ơi, cái dôi sát thủ. Ê, thân thiện không vậy? Ồ, có vẻ cá voi sát thủ cũng thân thiện các bạn. Uống hồn chim én. Ủa, cá voi hay cá mập ta? Từ từ. À đúng rồi, cá voi sát thủ các bạn ơi. Ủa, mình mở được cái thành tựu gì luôn kìa. Hả? Giải cứu Willy. Hả? À, cá voi sát thủ khá là thân thiện các bạn à. Còn búp cho mình hiệu ứng sức mạnh cá voi sát thủ nữa. Trời ơi, đã không? Được đấy, được đấy. Ui. Ở đây có. Ô, oh, hạt cẩu các bạn ơi. mấy em này chắc đang nằm tắm nắng hay sao nè. Ôi, sao mà sao nhóc hạt cẩu này lạ vậy? Cái màu nó nhạt hơn hai em còn lại các bạn ơi. Ồ, ui cưng không? Bên này. Ôi trời ơi, bên này thì có cá mập hay gì á? Ừ, đúng rồi đó các bạn ơi. Bị sắt đó. Thôi, 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 thôi. Đừng, đừng có bị sắt đu đu với tôi nha. Ê, mà không chỉ vậy đâu, còn có hình như là một tảng băng tiếp theo các bạn ơi. Đây rồi, cuối cùng
Cuối cùng cũng tìm được thêm một tảng băng khác rồi. Ê mà nhờ, ở đây không có hướng lên. Ráng nha cưng ơi, gắng bơi theo. Ủa nhớ không? Hướng này à, cái này chật quá có đi lọt không trời. Mình sẽ thử chui qua cái khe này á. Ok có vẻ lọt các bạn ơi. Nice. Rồi, và chúng ta sẽ tới chỗ tảng băng tiếp theo nó. Vẫn là chỗ của Smilodon. Mình sẽ cẩn thận hơn lần nãy các bạn ơi. Không để như hồi nãy được. Cơ hội không có nhiều đâu. Tại vì cái tảng băng này cực kỳ hiếm luôn á. Mình đi cực kỳ xa mới gặp được một chỗ như vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao để hồi sinh em này một cách an toàn nè. Cái vấn đề là nằm ở đó các bạn ơi. Chắc là mình sẽ đập giống như nãy. Nhưng mà lần này mình sẽ đập dứt khoát một cái luôn. Đó, đập hết băng xung quanh ha. Ok. Em này còn máu nè. Tức là em còn sự sống á các bạn. Chẳng qua là giống như em đang ngủ đông thôi. Chưa hết oxy. Khoan. Mình sẽ thử dùng một cái thùng đặt ở kế bên. Dạ, mình sẽ gắn đẩy em coi được không. Ui dạ em cứng quá. Em vừa cứng mà vừa nặng các bạn ơi. Ây, không có đẩy vô cái thùng được. Sao vậy ta, chơi dưới nước hoài. Một hồi mình lo quá à. Nhưng mà bây giờ thì em vẫn đang hồi phục các bạn. Ok, nếu mà đang hồi phục thì mình sẽ chờ đợi ha. Biết đâu bất ngờ. Hy vọng kết quả lần này sẽ khác so với hồi nãy. Mình không muốn kiểu như đụng vô người em nữa đâu. Như nãy các bạn, đụng vô cái bể luôn thì tiếc hồi hụi luôn á. Mình nghĩ là chúng ta nên đứng ở ngoài này và chờ đợi ha. Kiên nhẫn xíu các bạn ơi. Mong là mọi thứ sẽ ổn. Ừ, mình cũng sẽ đào một cái đường ở phía trên. Để có gì tí nữa em hồi sinh á, còn bơi lên trên lấy oxy á. Không thôi là không có oxy đâu. Ok, mình sẽ thử ở đây đợi một lúc nữa các bạn. Sao một hồi lâu mình đợi thì... Ê, không thấy em hồi phục các bạn ơi. Ủa hồi sinh á. Ổn không ta? Hello. Em vẫn còn ngủ các bạn ơi. Trời ơi giấc ngủ ngàn thu hay sao rồi. Toan rồi. Úi giời. Chắc mình phải đánh dấu chỗ này lại quá. Giờ thì mình sẽ vừa canh chừng ẻm và vừa đi đào những cái hóa thạch ở chỗ này đi ha. Tại vì những cái hóa thạch đóng băng này hình như chỉ tìm được ở cái khu này thôi á. The next day. Không biết các bạn có suy nghĩ giống mình không? Là có nhiều khả năng á, là mặc dù em ấy còn trái tim nhưng mà em không thể nào mà sống lại được các bạn ạ. Yêu. Mình nghĩ vậy á, chứ nếu mà hồi sinh được thì nãy giờ chắc cũng hồi sinh mất tiêu rồi. Gì đâu mà hai ngày không thấy động đậy gì hết. Ủa hay là mình phải rút hết nước ta. Có khi nào phải rút hết nước không? Thôi như vậy mình sẽ đánh dấu chỗ này lại ha. Rồi khi nào mà mình có bọt biển á các bạn, mình có khả năng rút nước thì mình sẽ vô đây mình rút hết nước ra. Hy vọng là lúc đó em sẽ hồi sinh lại được ha. Chứ bây giờ thì mình bó tay rồi đó. Tới nhà mấy cưng ơi. Tạm thời thì nghỉ ngơi đi. Đi vô trong mình sẽ hái một ít lúa cho mấy em ăn á. Tại vì sao hành trình dài các bạn, ít ra cũng phải thưởng cho mấy em một bữa ăn no nê cái đã. Rồi đồ ăn tới đây. Đứng dậy ăn đi. Đó. Giờ thì mấy em sẽ đứng ở bên ngoài để canh gác này ở giùm mình ha. Nên là cũng yên tâm một phần các bạn. Rồi còn phần mình sẽ vô trong và tiến hành đi nấu những cái hóa thạch này lên. Tại vì nó đã bị đóng băng rồi đó các bạn. Mình bắt buộc phải nấu nó lên thì chúng ta mới có thể phân tích nó được. Đó, mỗi cái lò nôm mình sẽ cho vô tầm 3 cái hóa thạch ha. Chia ra nấu cho nó nhanh các bạn. Tăng tốc độ tối đa luôn. Rồi. Và sau khi nấu, nó sẽ tạo thành cho mình cái hóa thạch gì đây? Chuẩn bị nè. Cái đầu tiên, nó sẽ là... Defrosted Frozen Fossil. Cái này có thể ăn được luôn hả trời. Yêu. Hóa thạch mà ăn cái gì. Thôi thấy ghê. Mình chỉ dùng nó để mình phân tích thôi các bạn ơi. Đây mình cho vô cái máy phân tích ha. Nó sẽ không chạy. Ủa kìa. Really nigga. Ui trời ơi đi phân tích luôn đừng có nấu. Ui thánh thần thiên địa ơi. Mình lại mắc một sai lầm nữa rồi các bạn ơi. Tự dưng đi nấu hóa thạch. Sống nổi với mình không.
Ai da, mình coi lộn. Rồi. Sai lầm nào cũng phải trả giá thôi các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ phân tích những cái hóa thạch này. Mong á là nó sẽ cho mình đi này của Smilodon. Đây rồi, đây rồi. Ui, nghe thêm thiệt. Vậy là mình đã có tổng cộng là hai cái DNA của Smilodon rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Ê, mình còn tới 4 cái hóa thạch nữa. Ok, có vẻ hấp dẫn. Mình sẽ làm thêm những cái flash các bạn. Mình sẽ tiến hành phân tích thêm á, để coi với 4 cái còn lại thì có thể cho mình thêm những cái DNA của giống loài nào khác hay không. Voi mammoth chẳng hạn. Yêu, ra băng rồi. Hết hết rồi. Ui nữa rồi. Còn là ra băng không à. Có vẻ là nhân phẩm của mình nó dồn hết vô hai cái DNA của hổ răng kiếm rồi các bạn à. Hên đó trời, vừa đổ luôn hai cái. Ý. À, ra cái loài Megatherium. Loài này thì bị trùng rồi nè. Ok, nhưng mà mình vẫn lấy DNA ra ha. Alright. Khá ổn, khá ổn. Rồi, và với DNA của hổ răng kiếm thì mình sẽ tiến hành mình phải cho vào cái cultivator này. Chưa, mình phải nạp lại cái organic os này cái đã. Ê, mình còn có hai cái à các bạn ơi. Ui, đủ không ta? Sao mình nghi không đủ à? Hôm bữa mình tốn tới hai cái lận thì mới tạo ra được một cái trứng thôi. Nhưng mà cái này thì nó sẽ tạo ra hình như cái nhau thai hay sao các bạn ơi. Rồi từ cái nhau thai này mình sẽ đi cấy hả? Ủa? Ủa đi cấy vô đâu trời? Lẽ cấy vô người mình ưu tới ghê. Không, chắc không tới nổi gì đâu. Chưa, để mình coi nghiên cứu thêm mới được. Uầy, vậy là căng rồi. Như vậy thì chỉ là cấy ghép thôi các bạn à. Chứ đâu phải là Smilodon hàng real đâu. Tại vì Smilodon hàng real thì mới rơi ra cho mình cái fur nè. Ở nhà mình thì... một cái trứng khủng long sắp nở rồi các bạn ơi. Ê? Lúc mình đi nó đâu có nứt đâu. Bây giờ nó đã nứt tới vậy rồi. Ui, cái kia. Lại thêm một em khủng long nữa. Về đội của mình rồi các bạn ơi. Trời, giết cái nhà mình giống như là cái sở thú khủng long vậy đó các bạn. Miền đấy ui. Nhưng mà trong em này khá là cưng á. Baby. Đây chính là baby Paranasuchus. Hiện tại em còn nhỏ nên là trông khá là dễ thương thôi, chứ lớn lên là trông hung dữ lên liền á nha. Không đùa đâu. Và em này không biết ăn gì, ta ăn thịt không? Mình coi mình còn thịt không các bạn. Lúc em ăn thử ấy. Yêu, em không có ăn thịt các bạn ơi. Chỉ chắc phải để em cho mẹ thiên nhiên nuôi đó. Rồi bên này thì chúng ta sẽ tạo ra được cái nhau thai Smilodon rồi nè. Nhưng mà nó chỉ ở mới cái mức là nhau thai thôi các bạn. Yêu. Không được rồi, giờ mai mốt mình phải đi cấy ghép nữa đó. Khá là khó khăn đây. Vậy là hôm nay mình mới up được có đúng một cái trứng khủng long thôi các bạn à. Trứng của em Paranasuchus á. Còn hai cái trứng này thì mình không thấy dấu hiệu nó nở nè, chắc là phải có cái máy up á. Mà cái máy up đó thì mình đâu có thể chế tạo liền bây giờ đâu. Ê, mình sẽ quyết định trở lại cái vùng băng các bạn, để mình thử tìm cách mang cái em hổ găng kiếm đó lên đất liền và xem coi em có thức tỉnh không các bạn. Chứ em đóng băng như vậy mình không có hồi sinh được cây gơi. Hết cách rồi, thử lại thôi. Mình sẽ đặt cái thùng ở phía dưới các bạn thay vì ở phía trên ha. Tiếp theo là đập chỗ băng này ra. Ok, hy vọng là mình canh chuẩn. Được không đây? Vẫn không được hả? Ủa, mình canh chuẩn lắm rồi đó. Cũng không vô cái thùng được luôn các bạn ơi. Yêu. A few moments later. Bây giờ đã dần lộ thêm cái phần mông của em ra rồi các bạn ơi. Một xíu nữa thôi. Sắp rồi. Chúng ta sắp làm được rồi. Ok. Hồi sinh đi cưng ơi. Hồi sinh đi. Hay là để anh cắm đuốc cho. Đấy, hy vọng là những cái hơi ấm này sẽ giúp em hồi sinh được các bạn ơi. Ủa trời, nước tràn bên đây. Dạ nhẹ, em đã ngẫm cu tỏi thiệt rồi sao?
Nhưng mà thật sự là ở đây nó có cái thanh hồi phục nè, và em còn 5 máu cơ. Là mình cứ có niềm tin đó các bạn à. Nhưng mà hình như niềm tin của mình không đúng chỗ rồi. No. Hay à. Ê. Ê. Ủa sao mình về mất hết cái trứng rồi? Hả? Cái trứng khủng long mình để đây. Em có ăn trứng không? Hả? Sao anh Nghi cưng ăn trứng quá vậy? Mất hết một cái trứng khủng long ở bên đây rồi nè các bạn. Buồn thiệt chứ. Cổ mình đã không hồi sinh được hổ răng kiếm thì chớ, bây giờ còn bị mất cái trứng khủng long nữa. Ây da. Ok, tạm thời gác qua mấy cái vụ đó đi. Giờ thì mình sẽ chế tạo ít đồ ha. Bữa giờ thì mình cảm giác mình khá là yếu các bạn, nên là mình quyết định là mình sẽ làm một cái áo giáp kim cương đi ha, để tăng cái lượng giáp của mình lên một tí. Ok. Đó, khá khá lên liền. Và sắp tới mình sẽ chừa hai cái viên kim cương này để chúng ta chuẩn bị làm cái bàn enchant ha, chứ không có chế tạo luôn là nghèo luôn đó các bạn. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chuyến đi qua cái vùng băng giá lạnh lẽo của chúng ta đã không thành công lắm các bạn à. Mặc dù mình đã tìm ra được những cái frozen fossil, nhưng mà cái điều đáng tiếc nhất ở đây á là mình không thể hồi sinh được hổ răng kiếm, rồi từ đó làm cho mình cái máy ấp trứng khủng long á. Thế nên mới xảy ra cái trường hợp mà em khủng long cạp hết cái trứng của mình. Su kè na luôn. Nhưng mà không sao, những ngày tiếp theo mình sẽ cố gắng để tìm cách và chúng ta hồi sinh lại cái loại Smilodon á. Mình không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng đó được. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹt Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.